Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em khách thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời nói đầu tiên, cho phép em được xin chân thành cảm ơn những anh em trong thời gian qua đã đồng hành cùng kênh của em nha. Và xin chân thành cảm ơn ha, những anh em khách thủ đã ủng hộ máy của mình nha anh em. Và tiếp theo những video trước, những con máy trước ha. Hôm nay cũng vừa hoàn thành xong con máy chiên lương nha anh em. Máy chiên lương cho anh Hiếu khách hàng ở Hưng Yên ha. Máy bên em là có hội tụ đầy đủ tất cả các chức năng nha nè, chống kẹp ngược ha, chống giật cò bóp, đầy đủ cho anh em luôn ha. Đây nha anh em, đây là sơ lược qua cái con máy đây ha. Đây là dàn công suất ha, à, đây hai bên nó, còn đây là biến áp công suất ở trong đây ha, trong cánh quạt ha. Đây là quạt tán nhiệt nha anh em. Còn đây là mặt dưới của con máy ha, cũng như những con máy trước thôi, là mức 1, mức 2 ha, 1 yếu 2 mạnh. Anh khi nào anh nhận máy anh đi mức nào thấy ưng ý anh để mức đó anh đi nha anh. Còn cái phích cắm này nè, em phiếu mãi thêm cho anh ha, cho anh Hiếu nha. Còn dây cò bóp cho em làm cho anh là dây dài 1m7 1m8 ha, là cái phù hợp cho anh chiên đi bộ nha anh. Máy này đánh là chiên lương anh em, mà đánh là ba bậc cho anh em luôn ha, lương trong trong hang, trong bịch rồi nó chép cho anh em nghe dễ dễ bắt ha. Nói chung em làm máy này tiếng kêu nhỏ cho anh em, nó mình nghe tiếng, nó tiếng lương chép nó dễ nha. Đây cũng như những con máy khác ha, đây là cái hiệu đây dấu trừ ha, đây là cộng, đây là cò bóp nha. Đây gẹp đen là trừ ha, gẹp đỏ là mình là cộng cho anh. Đây trong máy đây kẹp em có tham áo bò cho anh ha, nói chung mà nó bảo vệ, góp một phần bảo vệ cái kẹp chúng ta ha, cho nó an toàn, cho nó dẫn điện tốt vô trong máy cho đạt hiệu quả cao nha. Đối với máy chiên lương anh đi hai cái dĩa cho em ha. Cái dòng này là những anh em cái thủ đã đánh rất nhiều và phản hồi cho em cũng rất nhiều ha, đánh rất hiệu quả nha anh em. Này anh đi cả hai cái dĩa ha, hai dĩa anh ghim xuống bùn, xuống đất mà nó ẩm nó ướt ra theo bờ mương, bờ ruộng hoặc là bờ nước mà nó giật nó có sình đó, anh em đi là lương nó bật lên cho anh em đánh ha. Rồi tiếp theo em xin test cái bóng đèn ha, và test lửa cho anh Hiếu nha, khách hàng ở Hưng Yên nha. Rồi đây nha anh em. Rồi trước tiên em xin thử cái phần kẹp ngược cho ha, chống kẹp ngược cho đủ an toàn hay không ha. Rồi sẵn sàng mà test máy cho anh. Đây kẹp ngược nha anh, kẹp ngược bóp cò máy không hoạt động ha, hoàn toàn cũng không quay nha. Vậy em đổi lại đây, bao anh em làm kẹp ngược vô tư, nó có hư em chịu trách nhiệm cho. Đó đây nha anh em, quạt đã quay ha, bóp cò nó tiếng máy đã kêu ha. Nói chung em làm tiếng máy kêu nhỏ cho anh em nghe, nó tiếng lương nó chép nữa dễ ha, không gây ồn cho chúng ta ha. Giờ em sẽ tiếp theo em xin thử bóng đèn nha anh. Đây ha, anh em nào có yêu quý mình đó, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Anh em mà muốn giao lưu mình thì xin liên hệ cho mình số điện thoại trên màn hình đấy ha, không có ghi số điện thoại đây, 0867734979 ha, và số điện thoại Zalo của em là 0359420412 ha. Anh em nào có mua máy sửa máy, nâng cấp máy gì đó, chung là máy mình có đầy đủ các dòng nha anh em, máy đi bộ, máy đi thuyền, vừa bộ vừa thuyền cũng có ha, có cả những dòng máy mà chuyên thả lạnh đánh tổng hợp luôn nha anh em. Máy điện tử, máy cơ mình cũng có đầy đủ ha. Anh em nào có ưu ái quan tâm thì mình liên hệ cho mình thì mình sẽ tư vấn hỗ trợ. Còn những đơn hàng tiếp theo của anh em có thủ em đang tiến hành đây ha, những con máy cơ tiếp theo và những con máy điện tử đi ha. Đây này máy cơ ha, biến áp máy cơ. Dùng em cũng sắp xếp thời gian để tranh thủ làm sớm nhất con máy có thể cho anh em ha, không để anh em đợi lâu nha anh em. Rồi tiếp theo em xin thử phần test bóng đèn cho anh em đi ha. Nói chung á,
xin lỗi nha, em test đèn xong rồi xin thử bóng bằng test lửa. Nói chung máy bên em là bao anh em đánh hiệu quả cao ha. Nói chung máy bên em là test lửa test bóng đèn là mục đích để cho mà cái độ máy an toàn hay không, chưa lỡ trong trường hợp anh em lỡ chập vợt rồi không sao ha. Và thử bóng đèn là cho con máy nó ra tải hay không chưa, chứ em không có mang đến chắc mà tẹt lửa mạnh điều yếu trên đây nha nè. Quan trọng là cái độ hiệu quả ha, máy bên em nào chủ yếu là hiệu quả thôi chứ lửa mạnh nó yếu gì em không quan trọng nha. Còn một số anh em có hỏi sao lửa yếu lửa mạnh thì chung em xong thông tin cho anh em là quan trọng là cái hiệu quả nha, chứ em bán máy đánh cá đánh lương chứ không có bán máy mà cho anh em về mà trình diễn biểu diễn nha nè. Còn nếu anh em muốn mua máy gì trình diễn kéo lửa này kia thì mà đặt riêng cho em làm riêng cho anh em đó ha, chứ em không có bán máy mà kiểu đếm câu tính tiền, chứ không có kiểu bán mà trình diễn nha. Chung máy bên em là bán máy kích lương là ra kích lương, còn bán máy đánh cá là ra cái máy đánh cá. Còn hiệu quả thì anh em có thủ đâu phản hồi cho em cũng rất nhiều, em muốn đăng trên Zalo nhật ký của em ha và trên trang của em. Anh em mà có quan tâm thì anh em tham khảo ha. Rồi tiếp theo xin thử lửa đây. Đây nha anh. Đó, con máy là lửa xanh dần cho anh đi ha. Đây. Đó. Là anh chập vợt nhưng là không sao nha, chập vợt là nó vô tư. Là trong trường hợp bảo vệ con máy ha. Em thử chập tẹt tẹt lửa ở đây nè. Chập hai dây điện mục đích là cho bảo vệ con máy, nó có đủ bảo vệ con máy hay không chưa nha anh em, chứ không có mang đến chắc mà thử lửa trình diễn ha. Chung là đủ độ an toàn hay không, lỡ anh em lỡ có đi mà có quẹt hai cần lỡ không sao ha. Rồi ha, phần hướng dẫn sử dụng đến anh Hiếu ha, con máy chuyên lương đã xong và em sẵn sàng đóng gói và gửi đến anh nha anh Hiếu. Tất cả các chức năng em đều thử ha, đã hoạt động bình thường ok ha. Còn anh em nào muốn mua máy mình ha, anh em có vui lòng liên hệ trực tiếp cho em nha. Chung là máy mình đặt mới có nha anh em, chứ em không có làm sẵn bán ha. Nói chung là cái hàng đặt với hàng chợ thì nó khác nhau hay không anh em cũng hiểu ha, hiểu từ hàng đặt hàng chợ ha. Máy đặt máy có nha anh em, chứ em không có bạn làm bán mà tràn lan ha, không có bán kiểu mà theo số lượng chạy số lượng ha, quan trọng là em bán là chất lượng hay không thôi ha. Rồi trước khi kết thúc video ha, em cũng xin chúc toàn thể anh em khách quý, anh em khách hàng ha và tất cả những anh em chị em xem video của em vui vẻ nha, luôn luôn sức khỏe dồi dào nha anh em, và luôn luôn giữ sức khỏe tốt để chống dịch ha. Trong video có gì sai sót thì cũng kính mong anh em vui lòng bỏ qua cho em nha. Anh em yêu quý mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, để mình có động lực phát triển kênh và làm ra những con máy đạt chất lượng hiệu quả cho anh em ha. Rồi xin chào anh em nha, và xin hẹn gặp lại anh em sau những video tiếp theo nha anh em.